Xe đạp thể thao Vitocom xin chào các anh chị. Trong video này, shop sẽ lên mẫu xe đạp đua Sava X1. Đây là sản phẩm đang cực hot trên thị trường hiện nay, đang cực nóng từ khi có thông tin thông báo từ hãng xe đạp thể thao Sava. Hãng Sava nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đã ra hai model, đó chính là xe đạp đua Sava X1 và xe đạp đua Sava X4 với số lượng giới hạn chỉ 60 xe trên một model. Và shop xe đạp thể thao Vitocom thì đã may mắn có đủ màu, đủ size của Sava X1 và Sava X4. Đặc biệt, hãng Sava nhân kỷ niệm 20 năm thì đã tặng tới người sử dụng trên 4 triệu đồng trên một xe, anh chị nha. Sava X1 giá chỉ còn 16 triệu 800 ngàn, bao ship toàn quốc. 16 triệu 800 ngàn, anh chị đã sở hữu một chiếc xe đạp đua carbon cao cấp, carbon Touray T800, chuẩn UCI, phanh đĩa cơ củ dầu trước sau, sử dụng bộ chuyển động Shimano Sora 18 tốc độ. Vâng, có thể nói giá xe này còn rẻ hơn cả giá xe khung nhôm, anh chị nha. Với Sava X1 thì shop đang có đủ màu. Sava X1 có màu đỏ, màu bạc titan, màu xanh dương và màu xanh nục bạc. Và ngay bây giờ shop sẽ giới thiệu cấu hình chi tiết của Sava X1 này, xứng đáng để anh chị làm chủ sở hữu, xứng đáng là món quà tuyệt vời từ hãng Sava gửi tặng tới người sử dụng. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe đạp đua Sava X1 với cấu hình khung càng bằng carbon, carbon Mark T800 của nhà máy Touray Nhật Bản với công nghệ Innovation Technology của Đức, và đặc biệt thiết kế dạng khí động học toàn phần, anh chị nha. Khí động học tiêu chuẩn UCI Sava -8 UCI cho chiếc khung và chiếc phuộc này được dán tem UCI, đảm bảo về thiết kế, đảm bảo về chất lượng. Sava X1 thì có size 47 và size 51 tính theo sóng đứng của khung, anh chị nha. Cọc yên bằng carbon Sava, yên mút bọc da mềm Kasan, có lỗ thủng rất thoáng. Phô tăng liền tay lái đầu cá mập bằng hợp kim nhôm của hãng Sava. Cáp âm toàn bộ trong tay lái và âm trong khung. Vâng, không lộ dây một chút nào, chỉ lộ dây ở những đầu ra như củ phanh đây, hay dây ở phía sau củ đề này, anh chị nhé. Lốp Continental Ultra Sport 700x25C, vành Sava bằng hợp kim nhôm 2 lớp, cao 3cm, lan hoa bằng thép, sử dụng cặp đùm Meyer bi bạc đạn bằng hợp kim nhôm. Sava X1 đang được trang bị bộ chuyển động Shimano Sora R3000 18 tốc độ, tay đề số, tay đề nắp Shimano Sora R3000 2x9 tốc độ, gạt đĩa Shimano Sora R3000, gạt lip Shimano Sora R3000, lip thả Sugex 9 tầng, sử dụng xích KMC, bộ đuôi đĩa trục rỗng của hãng Rowil Wanser 2 đĩa bằng nhôm, cốt giữa sử dụng cốt BB, phanh đĩa trước sau sử dụng phanh đĩa củ dầu và phanh đĩa cơ dầu, bóp nhả rất nhẹ nhàng, đĩa phanh đường kính 140. Tổng thể của Sava X1 chất lượng, đẳng cấp và giá bao nhiêu ạ? Đang được hãng Sava tặng tới người sử dụng hơn 4 triệu đồng. Giá gốc đó là 21 triệu. Và bây giờ anh chị chỉ cần chi trả 16 triệu 800 ngàn đồng là anh chị đã làm chủ sở hữu chiếc Sava X1 đây rồi. Vâng, có thể nói giá này xe carbon rẻ hơn xe nhôm. Với mức giá trên 10 triệu, anh chị đã làm chủ sở hữu một chiếc xe đạp thể thao carbon cao cấp, thiết kế khí động học và toàn là đồ hiệu. Và toàn bộ thông tin chi tiết về Sava X1 shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao vip.com. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958. Anh chị cần tư vấn thêm hãy liên hệ trực tiếp với shop. Anh chị nhớ đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com trên YouTube để đón xem những video tiếp theo giới thiệu đầy đủ màu sắc của Sava X1 và X4. Shop đã về đủ màu và có đủ màu, đủ size tới chị. Xe được đóng trong thùng rất khủng anh chị nha, thùng xe rất to và khủng này. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao vip.com.